Trong cái giai đoạn mà chị ly hôn với cuộc hôn nhân đầu tiên, ông bà ngoại lúc đó có cái ý kiến gì hay không? Ba mẹ chị cũng khuyên hết lời, khuyên hết lời mà tụi chị cũng nhất định là để cho điều đó xảy ra. Tự nhiên cái bữa mà đi ra tòa mà bắt đầu tòa quyết định ly hôn mới biết là mình ly hôn luôn. Tại vì cái chuyện đó giống như là cái tôi của hai đứa nó quá lớn. Yeah. Bây giờ em đòi ly hôn thì mình ly hôn. Tới khi mà tòa quyết định ly hôn là cả hai đều bắt đầu là hoảng hồn. Trong cái giai đoạn mà chị ly hôn với cuộc hôn nhân đầu tiên, ông bà ngoại lúc đó có cái ý kiến gì hay không? Nhớ cái ngày ba bé Xu á gọi điện thoại về nói á là tụi con quyết định ly hôn, thì là chị không biết á là nói hồi nào, nhưng mà sáng 5 giờ sáng là chuông nhà đã nghe reo rồi, là coi như là ông bà ngoại đã ngồi ở phòng khách. Má chị mới nói là má chị với ba chị phải đi cái chuyến xe là 2 giờ sáng để 5 giờ có mặt ở đây, là hỏi coi tại sao hai đứa ly hôn. Không có một người cha, người mẹ nào mà muốn con cái mình như vậy hết. Ba mẹ chị cũng khuyên hết lời, khuyên hết lời mà tụi chị cũng nhất định là để cho điều đó xảy ra. Nhưng mà nó giống như là nó diễn ra mà mình không có điều khiển được nó. Tức là mình không làm chủ được. Không làm chủ được. Nó cứ trôi đi. Tới một lúc là tự nhiên cái bữa mà đi ra tòa mà bắt đầu tòa quyết định ly hôn mới biết là mình ly hôn luôn. Tại vì cái chuyện đó giống như là cái tôi của hai đứa nó quá lớn. Yeah. Bây giờ em đòi ly hôn thì mình ly hôn. Xong rồi viết đơn xong rồi ký vô. Cái tội vậy mà còn chọc tức nhau. Anh đi nộp chưa? Đó. À, vẫn còn thách thức nhau. Đó. Là lý do là còn trẻ con quá. Đúng rồi, cho nên nó cứ trôi và nó cứ đẩy. Tới khi mà tòa quyết định ly hôn là cả hai đều bắt đầu là hoảng hồn. Đó. Chị có hối hận không? Điều đó chỉ xảy ra khi mà chị nhìn bé Xu. Lúc đó là sau đó. Lúc đó là chị bao nhiêu tuổi ta? Chị 23 tuổi. 23. Lúc đó là chị phải tích cực để mà cày, để mà lo cho bé Xu. Vì là ly hôn ra thì không có nghề nghiệp gì hết. Rồi cái nghiệp diễn thì lúc đó nó bị gián đoạn lại nữa. Mà phim, Lan biết phim lúc đó không có gì nữa. Xong rồi chị không biết là làm cái gì để nuôi bé Xu hết. Sau đó chị đi làm ngoài giờ á, người ta không có thuê chị là full time. Hết time. Đó là chị chỉ làm ngoài giờ thôi. Là cái giờ chị làm là 6 giờ cho đến 10 giờ tối. Xong rồi cái chị đi về thì là bé Út của chị á, mà nó chở ba mẹ chị lên ngày hôm nay á, là nó ở với chị, nó đi học đại học. Thì là nó cho nó phụ chăm nó bé Xu. Nó chăm bé Xu, nó cho bé Xu ngủ. Chị về cái chị thấy nó nằm chị queo có mình á. Trời, tự nhiên cái chị cảm, tự nhiên nước mắt nó rớt. Tự nhiên mình xót con mình quá. Con mình đang ở trong một cái căn nhà thì nó rất là rộng rãi, thoải mái. Rồi bây giờ vì cái tôi của mình mà mình để cho con mình ở cái nhà thì nó không có được như ý, như những cái gì mà nó đã được hưởng. Rồi xong rồi bây giờ chị queo con mình, Út thì ở bên phòng của Út. Đó, tự nhiên chị xót xa rồi chị, tự nhiên chị nhìn nó chị khóc. Không biết sao. Và chị vượt qua bằng cách nào? Chị may mắn là lúc chị làm bậc tham ở đó thì là chị vô tình chị gặp anh Kinh Quốc. Yeah. Gặp chị Minh Thư trước. Chị Minh Thư nói là anh Kinh Quốc chuẩn bị phụ chú cho Quế bấm mấy cái phim hướng nghiệp. Xong rồi chị mạnh mẽ chị gọi điện thoại cho anh Kinh Quốc. Anh Kinh Quốc mới nói chuyện với chị, xong rồi dẫn chị đi gặp chú cho Quế. Chú cho Quế cũng có nghe biết về sơ sơ cái hoàn cảnh của chị và chú giúp chị. Chú nói là chú sẽ cho con đóng 1 trong 7 vai chính trong cái phim hướng nghiệp. Sau cái phim hướng nghiệp thì là cuộc sống cũng thay đổi lên. Đa số những người mà đã đổ vỡ hôn nhân á, họ rất là sợ bị đổ vỡ một lần nữa. Và bản thân chị lúc đó em biết chắc chắn là chị cũng sợ, rất sợ. Sợ. Và chị sợ trong bao lâu thì chị mới hết sợ? Lúc mà ly hôn ra xong rồi nhìn không có hình dung được là sao ly hôn nó như thế nào đâu. Lúc đó chỉ làm cho đã cái tôi của mình thôi. Rồi sau đó bắt đầu cảm nhận được rằng là ly hôn ra con mình nó phải như vậy chịu thiệt, chứ nó không phải như những gì mà mình nghĩ, nó hoàn toàn nó khác. Mà tụi chị ly hôn đúng cái ngày sinh nhật của bé Xu. Cái ba nó mua về cho cái bánh. Cái bánh này cái kêu bé Xu vô thổi thì chị cũng tự ái mà. Muốn làm gì làm đi, tôi đứng đây tôi ngó vậy đó. Cho nên nó bị thiệt, cho nên chị nói là bắt đầu mới là quyết tâm ở trong lòng là mẹ hứa với con là không bao giờ mẹ đi một bước nữa để mẹ gom hết tình thương cho con, bởi vì con đã bị khiếm khuyết nhiều quá rồi. Đó, một đứa trẻ 2 tuổi thì không nên như vậy. Mẹ sẽ dành hết tình thương cho con. Thời gian nó trôi đi rồi cái chị gặp ông xã. Hiện tại thì ông xã chị cũng rất là tốt, rồi yêu thương nó, chăm sóc nó. Nhiều lúc cái mà chị nghĩ chưa ra thì ảnh đã nghĩ tới cái sự an toàn cho nó trước chị rồi.
Cho nên đó là chị thấy vừa chăm sóc chị cũng tốt, chăm sóc con chị cũng tốt, rồi tụi chị cứ dần trôi hồi nào chị cũng không hay nữa, rồi chị có thêm baby mới. Dạ. Cái thời gian mà chị buồn nhất như vậy á, những cái sự kiện xảy ra trong cuộc đời của mình thì chị tâm sự với ai là nhiều nhất? Chị cũng không có chia sẻ với ba mẹ, vì lý do mất công là ba má mình phải lo. Bây giờ thì coi như cuộc sống của chị đã quá viên mãn rồi, mà em thấy là ông bà ngoại lại không có ở cùng với gia đình mà vẫn còn ở quê, mà ở đó thì Út nó cũng không phải là ở nhà thường xuyên với ba mẹ. Vậy thì ở quê rồi ai chăm sóc ba mẹ? Em thấy ba mẹ chị không? Vậy đó, chăm sóc lại tụi chị. Út thì ở dưới quê, Út cũng ở riêng nhưng mà ở gần đó. Dạ. Đó rồi xong rồi mỗi lần Út nó đi công tác công chuyện gì là cũng bà ngoại là cái người nấu cơm cho. Và xong chị á, có chuyện gì là má ơi má là lên, là cũng xuất hiện lên. Thật ra thì con cái lớn tới cỡ nào thì cũng là đứa trẻ trong vòng tay của cha mẹ mà, đúng không chị? Đó, cho nên Lan thấy ông bà còn hỗ trợ lại cho chị nữa. Ba má thương, hôm nay con viết lên vài dòng tâm sự xin được gửi đến ba má. Đây là những tâm sự tận đáy lòng của con mà chưa bao giờ con chia sẻ với bất kỳ ai. Con xin cảm ơn ba má vì ba má đã yêu thương và chăm sóc cho con đến ngày hôm nay. Ngay cả bây giờ, dù con đã có gia đình riêng của mình, nhưng ba má luôn ủng hộ và giúp đỡ con trong những khi con cần. Con muốn nói là con cảm ơn ba má và yêu ba má nhiều. Con cầu mong ba má luôn luôn khỏe và chăm sóc cho các con. Rồi, ba má cảm ơn con. Cảm ơn ba, con cảm ơn má. Lần đầu tiên mình nghe được cái lời cảm ơn cũng như là những cái chia sẻ của đứa con gái mà mình lo lắng nhất, bác cảm thấy như thế nào? Giờ nghe được rất xúc động. Con cũng thấy được cái điều đó trên đôi mắt của bác. Ngày hôm nay nhìn thấy bác không? Đây là những giọt nước mắt mà rất là hạnh phúc, không hề có một sự đau khổ hơn, không hề có một cái sự thiếu sót một cái gì cả. Tại sao lại khóc? Tại sao lại có những giọt nước mắt này? Đó là giọt nước mắt hạnh phúc. Riêng con thì con thấy bác rất là xúc động và đã có những giọt nước mắt rơi ra. Thì tại sao mình khóc vậy bác? Đọc để mới hiểu con, thương con nhiều hơn. Trước giờ vẫn thương, nhưng mà bây giờ đọc được những cái dòng tâm sự này thương nhiều hơn, xúc động nhiều hơn. Dạ. Chứ con lúc nào cũng thương hết. Dạ. Tôi là trong môn. Tôi đã trở lại để tìm kiếm những chiến binh mạnh mẽ, quyết liệt, không bao giờ bỏ cuộc. 13 năm truyền lửa, truyền nhiệt huyết, tôi sẽ không dừng lại. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.